Bây giờ mọi người coi cái công trình do cái loại cái đám con ông cháu cha nó độc quyền nó xây dựng nè, cái loại con ông cháu cha nó làm ăn thì kiểu độc quyền nó xây dựng, nó muốn xây sao nó xây, người dân phải chịu nè. Giờ mình quật ngược ra ra lại đường chính này, xem này. Giờ nếu đi đường này đó, coi nè. Có nghĩa là ra cái gặp 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 dính ngay cái bùng binh luôn. Rồi đó. Coi cái đường tỉ nè. Mới nãy không biết đó, đi băng ngang qua cái đường này nè, nãy chạy thẳng ra này mà không gặp cái đường nào hết nè, coi nè, biết hết luôn, không thấy đường đi luôn đó. Cái bắt đầu mới quay lại, cái đường đi này này, coi này, này. Cái này là lừa gặp mấy cái xe lớn đằng sau này, coi này, bọn con ông cháu cha này á, nó làm ăn theo kiểu độc quyền á, nên nó muốn làm cái gì nó làm, nó muốn nội ông ngoại người ta, nó muốn làm sao nó làm nè, coi này. Này có cái nước nào mà xây đường kiểu này không hả? À, mấy 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 thằng con ông cháu cha nè, đồ má, nó xây cái đường coi luôn, đây băng đường băng ngang qua hả, nó không dám mở rộng con đường này ra luôn. Mà đây không phải là đường cao tốc nha. Này cái xe lớn nó bay, nó bật ngược lại. Cái chỗ mặt tiền ra vô người ta cho cái bùng binh, còn cái đường băng qua như này. Trong kiến trúc á, cái hình vuông á, là cái hình giao tù túng, trời ơi, nó mở một con đường hình vuông luôn. Đó, thấy không, thấy cái loại con cháu cha không, trời ơi, nếu xe lớn mà đi phải bật ngược lên kia, thấy không, lên kia nó có một cái con nó mới làm cho một cái đường nữa đi qua. Nếu mà chỗ này là không thể nào mà mở mở đường cho người ta qua được, nếu mà chỗ này mở không thể nào mở đường cho người ta qua được thì nó mở cái lõm này làm gì nè, cái lõm này hình vuông này, loại con ông cháu cha độc quyền nó muốn làm gì nó làm này.